Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Channel của mình. Và đây là cái video mà mình thực hiện để một chuyến đi vlog. Và mình trong thời gian mình đi chuyến đi này thì mình đã ghé một cái quán và mình ăn một đĩa mì xào hải sản. Mì xào hải sản ở đây trông rất là ngon, mà mình ăn cũng rất là ngon. Nhưng mà có điều là nó hơi ít hải sản thôi. Mình mong là các bạn sẽ thích nhé. Sau một hồi ăn no nê xong thì cái đĩa mì xào hải sản của mình nó đã đi tọt vào bụng mình hết rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn uống. Ăn xong rồi lại phải uống nữa đúng không? Thì ở đây mình kêu một ly trà sữa, giống như là trà sữa truyền thống vậy đó. Nó có trân châu, có thạch, và có đương nhiên là cũng phải có trà sữa rồi đúng không? Và thật sự là lúc đó cái camera của mình không lấy nét được. Trời ơi, tại sao vậy? Số phận hả? Và sau bao nhiêu lần vẫn vậy, nó vẫn không thể lấy nét được. Trời ơi. À, nó lấy nét được rồi nè, nó lấy nét được rồi nè. Trời, may quá đi. Và cái thạch ở đây người ta làm thì cũng như thạch mình mua ở bên ngoài về vậy đó. Nhưng mà ở đây cái chân châu ăn rất là ngon, rất là dẻo. Và nó rất là mềm, cũng dai dai, ăn rất là ngon luôn. Các bạn nên thử nhé. Sau một hồi ăn uống no say xong thì người ta nói là rảnh rỗi mà xin nông nổi. Quả thật không sai nha. Mà tôi cũng thấy tôi ngồi cái địa thế thật là hay thiệt, ngồi kế nguyên cái thùng rác luôn vậy đó. Và các bạn có để ý không, cái ly trà sữa này ban đầu là nó đầy như thế này. Và sau một thời gian thì tôi đã uống nó còn có nhiêu đầy. Không hiểu sao mà lại có một cái tật nói chuyện một hồi là cứ thích uống trà sữa, nói chuyện một hồi là cứ thích uống trà sữa. Mà uống trà sữa, các bạn có hay có thói quen là uống trà sữa mà ăn nước đá không? Ồ dạ, nước đá đúng không? Đúng rồi, nước đá. Đừng nghe nhầm nha, nghe nhầm chết tôi đấy. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nốt em nó thôi. Và sau khi thưởng thức xong thì mình sẽ đi về. Thôi bán ngoài bán không được, thôi nghỉ luôn đi. Và sau khi ăn xong, uống xong thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền và xách ba lô lên và đi về. Yeah. Vừng ơi, mở cửa ra nào. Hồi giỡn đây các bạn. Trời trời, tôi mới biết, tôi tăng động như vậy luôn. Đi thôi, đi ra xe thôi. Trời ơi. Và bye bye các bạn nha. Hello, mình đã lấy được cái bưu phẩm và mình bây giờ đang ở nhà và set up để quay cho các bạn nè. Xin chào tất cả các bạn đã biết kênh Alice Fan của mình. Nếu như các bạn thích video của mình thì nhớ ấn like và subscribe nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Yeah, là màu tí thôi mà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu mở cái bưu phẩm này nha. Cái bưu phẩm này đến từ Jolly Shop. Đây là một cái shop khá là nổi tiếng. Mình không biết nổi tiếng hay không. Yeah, thôi kệ nó đi. Thì cái bưu phẩm này mình mua một chiếc váy. Và thu hộ của mình là 194.000 cộng luôn tiền ship luôn nha. Và cái này là gửi đến fan Sarah. Đây là cái nick Facebook của mình. Và đằng sau đây thì có bưu điện, có mã, có băng keo bưu điện nhé. Mình không phải là mình tự gói đâu. Mình không có rảnh để mình tự gói bưu điện đâu nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở. Trước khi mở thì nên dẹp đi. Trời ơi, cái tật bà ra làm chi mà giờ cũng dẹp vô hà. Đúng thiệt tình chứ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở thôi. Các bạn nên cẩn thận với dao nha. Đức tài như trời đấy. Và cùng mở thôi. Mình nói từ này bao nhiêu lần rồi ta? Thôi kệ đi. Yeah. Lý do mà mình dùng một cái miếng này để che lại phần ở dưới, đó là phần ở dưới tại vì có địa chỉ của mình á, có số điện thoại và địa chỉ nhà của mình, nên mình không muốn để lộ ra. Mong các bạn thông cảm cho mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ khui. Ow! Oh my god. Hy vọng lên đó không có đụng như cái váy yêu quý của tôi. Trời ơi. Thôi lật mặt sao đi. Mình thấy là trong cái video này mình nói chữ trời ơi rất là nhiều luôn đó. Mình mong là các bạn thông cảm.
Và giờ chúng ta sẽ cùng mở mình mở ở phía mặt sau nhé. Chị này gói rất là kỹ và trong lúc mà mình mua hàng á, chị ấy tư vấn rất là nhiệt tình, rất là vui vẻ luôn. Mình rất là thích. Thích. I love it. Mở thì hơi lâu mà các bạn có thể tua cái phần này đi nhé. Không thôi một hồi thì mình sẽ tua nhanh tốc độ này lại. Trong khi mà chờ đợi mở thì các bạn nào biết K-pop không? Mình là một fan cuồng của K-pop đấy. Bạn nào là fan cuồng của K-pop thì comment bên dưới cho mình biết nha. Và mình là một EMMY đấy. Bạn nào là EMMY? EMMY, cho tôi xem cánh tay của các bạn đi nào. BTS. Ok, không làm màu nữa. Bắt đầu. Và sau một hồi ba lát ba sàn và cầm cuội mà đi mở thì cuối cùng mình đã mở được rồi. Và đây là sản phẩm mà mình đã đặt của chị ấy. Mình đã đặt một chiếc váy tennis caro đỏ và đen. Đó, mình bật size M nhé. Lúc mà các bạn đặt hàng của chị ấy thì các bạn hãy cho chị ấy, ví dụ các bạn không biết là vòng eo của các bạn bao nhiêu thì các bạn có thể cho cân nặng của chị, cân nặng của mình, nó không phải là cân nặng của chị ấy nha, mình nói lộn, cân nặng của mình cho chị ấy biết và chị ấy sẽ tư vấn size cho các bạn. Như mình nặng là 49kg thì chị ấy tư vấn size là size M nhé. Và chúng ta sẽ cùng mở ra thôi nào. Và cái lần order này là lần order thứ hai bên shop. Lần order đầu tiên thì mình không có dịp để quay cho các bạn. Và bây giờ đây là chiếc váy khi mà đem ra khỏi bọc. Và các bạn có thể coi kỹ chất vải và những cái đường xếp ly thì theo mình thì rất là tốt. Và ở bên trong á, chiếc váy này còn có cái quần nữa nên là bạn nào cũng đừng có lo là nó sẽ lộ hàng nhé. Quần trong có quần lót nhé. Đây, những cái đường chỉ nhìn cũng rất là đẹp. Thì khi lúc mà sờ vào các bạn thấy cảm nhận được là nó chắc chắn như thế nào luôn á. Cái đường chỉ nó rất là chắc chắn nên không có sợ là bị bung hay là bị gì hết nha. Và chỉ có điều là cái sang tê này rất là khó mở, cứ ngắt luôn á. Kéo lên kéo xuống thì hơi cứng một chút. Nên là mình nghĩ là bạn nào không thích cứng thì hơi vất vả một chút. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi sử dụng thì nó sẽ dễ kéo hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau ngắm nghía lại. Mình sẽ cố gắng và để cho các bạn xem những cái đường chỉ này nó chắc chắn đến mức nào nhé. Và cái này so với ở trên hình thì nó cũng không khác là bao nhiêu. Và mình cho cái này là 10/10. Và bạn nào muốn mình mặc chiếc váy này thì các bạn hãy follow Instagram của mình. Đó là alicefan.140. Để có gì mình sẽ đăng lên Instagram của mình hoặc là Facebook, tức nghĩa là fan Sarah hồi nãy đó. Và cuối video này thì các bạn nhớ like và subscribe cho kênh channel của mình nha. Và để có mình có thêm được nhiều động lực để làm những video mới và hay nhất cho các bạn. Bây giờ thì bye bye. Xin chào tạm biệt các bạn. Annyeong.